Vinh, mới đây mà tôi tàn tạ dữ vậy sao ta? Em muốn con công nhận ra mình, thân xác quan tàn công nhận ra. Làm xiếc cũng không được, em út cũng không nhận ra. Tôi đâu phải là cái người mà bất tài vô dụng đâu ta. Tại sao? Tại sao không có ai phát hiện ra tài năng của tôi hết vậy trời ơi? Có ai vậy? Tôi nè. Ai vậy? Tôi phát hiện nè. Đâu? Em ơi chờ. Phải ông này không? Hợp ông như vậy? Mình vừa la lên là đúng giọng. Thử lại phát nữa coi. Sao không ai phát hiện ra tài năng của tôi hết vậy trời ơi? Cơ đó ổng mà. Tôi nè. Anh em đó chính là bà em. Đây nè. Đây. Wow. Em nói rồi mà. Hay quá. Kiếp động nhanh hay quá. Đây nè ông ơi. Em nè. Thôi. Đi lộn mà đánh nhạc hoài. Nhìn đi. Xây cái lưng qua, xây cái lưng qua. Wow. Cái lưng ăn ảnh quá. Điện ảnh là cần cái mặt ăn ảnh ông ơi. Wow. Good. 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 Là cái gì? Đúng rồi, tốt quá, hiểu chưa? Hả vậy hả? Good. Số 1. Thư ký đâu? Ký hợp đồng. Dạ, hợp đồng luôn. Thư ký. Dạ. Chị, cho em xin tờ giấy em ký hợp đồng. Ủa sao giống tôi vậy? Hai người cùng hãng mà. Thư ký. Dạ. Ký hợp đồng. Ê. Tát. Ông chắc cũng cùng hãng quá. Ký hợp đồng. Dạ, ký hợp đồng. Hay quá. Anh ơi, em ký hợp đồng, em lấy nghệ danh tên gì anh? Bây giờ anh đóng một cái vai tên là Quần. Quần. Nghệ danh mà lấy tên Quần thì nó hơi thấp một chút. Quần. Ê, nhưng mà không sao, Kim Siêu Quần cũng nổi tiếng vậy. Không, mình không thể nào lấy Kim Siêu Quần được, đúng hàng. Dạ. Anh lấy chữ lót là chữ Trúng. Wow. Là sao anh? Trúng Quần. Là tên tiếng Anh mà, tên tiếng Anh. Dạ. Còn tên Việt là Quần Trúng. Là sao? Đóng Quần Trúng đó mệt quá. Đóng Quần Trúng không đâu sao? Ừ. Mình phải đóng Quần Trúng đi. Đúng. Mai mốt biết đâu được, mình cũng nổi tiếng thì sao? Đúng, nghề dạy nghề mà. Cha mẹ ơi, cầm cái viết mà lòng con mừng quá. Tao đang vui đó. Tao đang vui đó nghe. Mày quất cái nhạc tao nhão luôn à. Ký vô. Bút đây nghiêng mực đâu. Ủa, nghiêng mực. Nghiêng mực gì? Nghiêng mực. Bút bi. Hợp quá, nghiêng mực đâu nữa. Ký vô. Ký vô đây nè. Cha mẹ ơi, từ nay trong cuộc đời của con đã nhấn được một điểm son, thò cái bút đặt xuống là được giai Quần Trúng. Ký rồi. Xong. Vô thái độ. Thái độ. Gặp chị Phục Trang thái độ liền. Đóng liền hả anh? Nhớ lên. Dạ cảm ơn anh. Hay trời quá. Ơi được giai Quần Trúng rồi. Hay quá. Chuẩn bị. Good. Phản quang xong chưa? Xong. Đô ly xong chưa? Xong. Cơm nước xong chưa? Ăn hết rồi. Quá đẹp, chưa hết ăn cơm hết, dưỡng mặt không à? Thiết kế đâu? Dạ. Thiết kế. Dạ. Đem hai ghế à? Ghế đâu? Dạ. Để lên trên cho tôi. Để lên đây hả đồng chí? Đâu lại, hay lắm. Dạ. Ok, sắp ngay đàng hoàng tôi. Dạ. Hai diễn viên chánh đâu? Dạ. Diễn viên đâu ra? Chuẩn bị lên. Nhanh lên. Nhanh lên. Quá hay quá. Good. Hay quá. Vô ngồi đi. Chuẩn bị. Sống chưa?
Cái gì vậy? Ủa vậy đâu vậy? Sao vậy đạo diễn? Tiêu rồi. Hả? À, gì? Dĩ nhiên Chánh mà nguyên một rồi sao vậy? Em không biết gì đâu. Em bán hủ tiếu ở trong công viên á. Ừ. Có anh kia anh lại anh để cái tay vậy nè. Hộp dây. Rồi em vô em quay cho em có biết gì đâu. Ủa cái thằng cậu nó sao giống tôi vậy ta? À, hồi nãy tôi nhìn cái nửa bên nè. Ông nội bây giờ mới nhìn nguyên mặt. À, không sao. Dạ không sao. Thời buổi công nghệ mà. Công nghệ. Sau khi quay xong bộ phim. Dạ rồi. Tôi sẽ lên vi tính. Tôi túi làm sao mất một rùi của anh, được chưa? Quá hay. Ok. Ok. Khúc này là cô gái ôm chàng trai, cô gái cười, nhớ không? Dạ nhớ à. Music. Diễm. Đúng rồi. Hai người ôm nhau đi. Cô gái cười. Ê cắt. Tiêu rồi. Trời gì đâu vậy? Cắt hoài vậy. Tiêu rồi, chó chết. Sao vậy đâu diễn? Quay phim như vậy là chó chết. Sao? Cái gương mặt của cô. Dạ. Cho chết. Gương mặt của cô bị thiếu gì đó. Không có. Có. Đâu. Đâu cười thử coi. Dạ. Má ơi. Đi đó bà anh hỏi nó tiền đạo sao đã. À, không sao. Bây giờ vậy. Dạ. Sau khi quay xong. Quay xong. Tôi sẽ lên vi tính tôi tút làm sao cái một rùi của anh. Một rùi của em. Đắp vô răng súng của bà. Được. Vi tính làm được. Khúc này là hai người ôm nhau, hôn nhau, thấm thiết. Không dám đâu. Thôi. Anh chị đều xấu như nhau. Bây giờ lên vi tính nè. Tôi tuốt hai người đẹp như tôi được chưa? Giờ sao? Muốn quay không muốn nghỉ? Quay. Muốn có tiền không? Dạ muốn à. Giỡn mặt không à? Quay. Diễn viên quần chúng đâu? Diễn viên quần chúng. Dạ có em. Đâu? Wow. Diễn viên quần chúng mặc đồ đẹp hơn diễn viên chánh nữa. Quá sốc luôn. Đâu đưa mặt coi thử coi. Trời má ơi. Làm cái gì tha cái môi dữ vậy? Em quánh cái môi như vậy nó mới tông xẹt tông vô cái áo. Trời ơi, quần chúng mà làm quá. Trời ơi, lên phim cần phải nổi mà. Mình phải quất làm sao cho nó nổi hơn người khác mình mới lên phim chứ. Đúng. Thôi giờ vậy, anh xuất hiện anh buồn. Lý do gì em buồn? Anh mới bị người yêu bỏ. Người yêu bỏ hả? Ừ. Đúng tâm trạng em luôn. Em mới bị người yêu em bỏ nè. Thấy chưa, quá hay. Anh diễn 3 giây thôi. 3 giây đi ngang máy thôi. Anh hiểu ý đồ tôi nói không? Hả? Do you understand? Do you understand? Do you understand? Do you understand? Không hiểu gì quốc đại cho rồi. Nha. Thấy hai người này ôm nhau, hạnh phúc quá, buồn nghe chưa? Biết đâu. Diễn cái nét buồn cho tôi. Music. Hai người ôm nhau. Rồi, hai người diễn. Trời ơi. Diễn viên quần chúng diễn. Cái gì? Làm gì phát hiện gì vậy? Phát hiện nhẹ nhàng thôi ông nội. Quần chúng mà làm quá. Ai biết đâu thì phải chứ. Quần chúng 3 giây. Hiểu không? Không làm tôi hết hồn. Music. Hai người diễn đàng hoàng thôi. Diễn đàng hoàng thấy chưa? Máy diễn. Diễn kiếm gì vậy? Trời. Diễn viên quần chúng diễn. Hả? Rồi xong rồi buồn hay quá buồn. Đi qua luôn á. Rồi đi qua đi, đi qua hết giây rồi đi vô đi. Qua luôn. Dạ. Hết giây rồi đi vô đi. Dạ, qua luôn. Hết giây rồi đi vô đi. Rồi, sao? Đi vô. Hết chạy rồi đi vô đi. Đi vô đi, tôi quay mà nổi. Mày làm cái gì vậy? Tới tôi quay mà ba. Đi vô đi. Tao đá mày giờ. Đi vô. Ôi. Cho chết. Em hả? Cho chết. Sao phải? Còn nhỏ lớn chưa đúng phim hả? Hả? Tôi mà đi đoàn khác rồi tôi đâu đi đoàn ông đâu. Giờ sao? Bây giờ em xin đạo diễn cho em một cái gần mặt. Đạo diễn lấy cái máy quất thẳng vô cái mặt em đi. Cho mọi người biết về em một chút. Điện ảnh người ta gọi đó là cái cận. Không, đừng có lừa em. Có điện ảnh hay là chỗ làm kiến, người ta cận là phải đeo kiến mới gọi là cận. Còn cái này là gần mặt, hiểu chưa? Quay về ta gọi là quay cái cận, hiểu chưa? Dạ. Rồi gần, qua đi, qua bển đi. Nó quay phải cho em cái gần mặt chứ. 3 giây thôi nha. 3 giây cũng được nhưng mà phải gần mặt. Tụi em sao anh? Hai người này diễn nào hoàng thôi. Diễn cái mới diễn, không? Ờ diễn nào mới diễn vậy, diễn như quần chúng bắt trước. Ok. Diễn mà như đồng hồ quả lắc vậy. Rồi diễn cái mới. Diễn nào hoàng hay chưa? Ok. Quần chúng 3 giây thôi nha. Biết rồi. Music. Diễn. Đúng rồi.
hai người dễ. Ủa kiếm ai vậy? Ủa dễ đó hả? Trời ơi ba má ơi, quần trốn dễ hả? Rồi dễ đi, hết vai rồi, đi vô. Đi vô đi, vô đi. Đi ra sao đi ông nội? Đi vô đi. Sao? Vô đi. Trời ơi tôi chết với anh này thiệt. Đá nó vô luôn đi. Đạp, đạp nó vô. Không biết ai mời khùng này nữa. Ai mời vào đâu diễn? Tôi với ai? Đỡ bất mình à. Giờ sao đâu diễn? Diễn viên gì? Cái mặt thì đưa vô cái máy còn cái tay nè. Không thấy vậy hay á. Hay ông nội tôi á. Dạ dạ nha. Cho nó phong phú. Đổi bối cảnh. Dạ đổi bối cảnh. Anh chị đi hưởng tuần trăng mật. Hưởng tuần trăng mật. Đang đi hưởng tuần trăng mật, tình cờ cô gái bị rắn cắn. Anh hút máu cho cô gái. Tôi hút máu. Máu độc chạy vào người anh. Rồi sao? Cô gái chết. Ủa sao kỳ vậy đâu vậy? Anh hút máu độc thôi, em quên hút hết máu người ta. Nhưng không sao, tôi đạo diễn mà tôi sửa kịch bản. Dạ, sửa kịch bản đi. Anh chết. Tôi chết. Cô gái khóc. Đúng rồi. Nước mắt cô gái khóc làm sao nhỏ vào miệng của anh. Anh thấy mặn mặn, anh sống lại. Trời ơi. Anh thấy ly kỳ không? Ly kỳ. Hấp dẫn không? Hấp dẫn. Anh hiểu ý đồ tôi nói không? Hiểu. Do you understand? Ten. Do you understand? Ten. Anh nói ten bị sai, chị này nói ten mới đúng nè. Ủa sai vậy đâu chị? Chị súng răng nó có gió. Trời ơi. Súng răng nói tiếng Anh hay ghê vậy. Ten mà văn tùm lum mà. Hưởng tuần cái mật, diễn. Diễn đúng rồi, hay lắm, diễn đi. Yeah. Yeah. Ê, lộn tuần không nổi. Cái này đi thỉnh kinh mà. Trời chết tôi rồi. Rắn cắn. Bắt con rắn giết. Bắt. Mày bắt con gì vậy? Dạ em bắt con rắn. Con rắn nó bự lắm ba. Ba bắt con Chí hả? Men lên. Men. Dạ. Bắt lại bắt. Giết. Chết nè. Hút mau. Hút. Ý trời ơi. Gì vậy? Cái chân bả hột sòn không à? Vì tính xóa được. Xóa được mà. Hút. Hút. Chết. À. Chết. Cô gái khóc. Khóc. Tiêu rồi, chó chết. Đó là cái điều tồi tệ nhất đấy, chó chết. Diễn viên quần chúng đâu? Diễn viên quần chúng. Dạ có em. Ra biểu ơi. Quay phim gì? Quay phim gì? Em đâu biết đâu. Dần trăng khóc. Mặc đồ gì? Máu nhuộm mới là ngại. Ông rảnh quá à. Thì thấy máu nhuộm là mới khóc. Nhưng mà hết rồi, quay 3 giây hết vai mặc đồ duyên chi vậy? Ai biết đâu, tưởng đâu còn. Quần chúng mà em sân si thấy sợ luôn à. Cầm cái máy đi, làm trợ lý quay cho tôi. Ok, biết quay không? Quay đi. Biết khóc không? Dạ biết. Khóc không được là cắt vai cho chưa? Dạ dạ. Quay giùm tôi đi, quay đi. Quay. Cái gì vậy trời? Quay phim. Tôi đang quay nè. Dạ ông nội quay phim chứ mọi là quay cái máy. Tại ông không rõ ràng, ông nói cầm cái máy quay giùm tôi thì tôi tưởng quay vậy. Còn quay phim thì nói quay phim. Quay phim đi, mệt quá. Nằm xuống chết giùm tôi đi. Khóc giùm tôi cái. Chết đi. Ê. Trời, ba cái máy quay phim không phải là cái súng. Cầm ngược rồi ông nội. Quay sao hồi giờ đâu có biết máy quay phim. Bấm nút đỏ giùm tôi. Đưa con mắt vô đây. Ừ. Sao lội chồng luôn đi. Đạo diễn tóc dài căng quá. Chạy tôi. Quay giờ chết chưa? Chuẩn bị. Quay cái chết giùm tôi. Quay. Bấm nút đỏ phải không? Ừ. Cô gái kìa nào kêu khóc là khóc nha. Quay đi. Quay cái chết. Quay. Action. Nói gì vậy? Nói gì vậy? Nói gì vậy? Nói gì vậy? À quên rồi. Action là hành động. Good. Action là hành động. Từ nay tôi kêu accident là tai nạn, hiểu không? Quay đi ông nội. Hả? Quay.
Quay quay ông nội. Cô gái chuẩn bị khóc. Quay 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 cái gì? Quay cái chết. Quay cái chết. Xong bên lên cô gái khóc. Hiểu không? Hiểu. Chuẩn bị chết quay đi. Quay cái chết. Moses. Có Moses không? Này tập thử. Tập thử. Phải Moses. Tập thử. Quay cái chết. Quay. Action. Đúng rồi. Hay lắm. Đúng rồi. Mày này quay đâu vậy anh? Ê. Mày làm gì vậy? Đang quay cái chết. Ai chết? Con rắn chết. Trời ơi. Tiêu rồi chó chết. Đâu cái này là con rắn chết chứ không phải con chó chết. Mày là chó chết. Bây giờ quay chết chó nè. Bây giờ mày quay cái ông nội này chết. Bà ngoại này mới khóc được. Hiểu chưa ông cố? Hiểu rồi ông tổ. Quay đi. Quay bà khóc không? Ừ. Đạo diễn mặt có duyên ghê mà. Kể tôi. Em đâu biết đâu, lâu lâu khen lần. Không có giỡn, tập trung. Thì em đâu có giỡn đâu, em đang tập trung, rất tập trung. Action. Khóc đi, khóc, đưa cái máy vô. Trời, trời, trời. Cái gì vậy? Gì đó trời? Vô vậy? Chơi, mày chơi hụ mày. Mày khóc gì ác, ăn nhân ăn đất vậy? Hụ gì? Cái hàm răng bà thấy ghê luôn à. Trời ơi. Đừng có nhe răng này tôi được chưa? Đừng có nhe răng ra bà. Khóc mà sao không có nước mắt mà đi hù người ta? Đạo diễn cho em xin chai nước suối. Chi vậy? Làm hai giọt nước mắt. Trời. Lấy chai dầu xanh được không? Lên vi tính tôi nhỏ cho chị hai giọt. Khóc đi không có nước mắt mà vi tính làm được, hiểu chưa? Dạ, dạ. Xuống đi ông nút rồi. Hả? Nằm xuống đi ông nút rồi. Trời ơi, thiệt á, ngày xưa ông không biết là cái gì đầu thai lại mà quất nguyên cái hộp bự quá. Rồi chuẩn bị. Khóc đi. Quay. Tần tần. Sống lại vậy. Hả? Anh còn sống ư? Good. Anh chưa chết à? Hey, anh còn sống. Anh chưa chết à? Anh còn sống. Ê! Anh chưa chết à? Đi vô. Làm lại từ đầu. Cái vụ này bỏ nha. Bảy là bảo mà. Hết mấy người đó diễn viên quần chúng. Làm ăn kì. Nó tự quay nó luôn. Tự bỏ tiền đóng dây chánh luôn đi. Bực mình à. Nhìn cái môi của mày hết muốn ăn thịt bò rồi. Thằng ông diễn môi thấy sợ luôn. Diễn nè, diễn. Cái gần, quay cái gần. Đó, để chờ. Lúc này là diễn xuất thoải mái luôn. Quay cái gần, ok. Cho em cái gần hả? Ok. Chờ em chỉnh phục trang á. Ồ, đẹp quá. Rồi, cái máy là diễn nha. Máy, diễn. Đó, hay lắm. Thấy tôi đẹp không? Ê, diễn. Diễn gì ông nội? Gương mặt đó của tôi đó. Ê, lộn tụn rồi. Không phải gương mặt đó của ai đâu. Của tôi. Đi vô. Tự nhiên lời hỏi gì tùm lum đây. Đi vô, làm lại từ đầu. Y như hồi lúc đầu, không có nói gì hết. Nãy được giờ chưa quay hả? Chưa, bây giờ quay thiệt nè. Đi vô đi. Vô lấy 15 ngàn rồi chuẩn bị đi về luôn. Đồng chú đóng đóng mà mình chứ 15 ngàn bà. Rồi, chị chảnh đâu, ra giùm tôi đi. Quay lại từ đầu, không có dở mặt nữa nghe chưa. Tập trung. Chỉ gì một chúng bỏ bộ đồ đó giùm tôi nha. Không thể nào mặc đồ Bến Thượng Hải được. Miêu.
định. Ông làm như ông nhảy hớp giỏi lắm vậy. Nhìn ông nhảy hớp giống như người ta đang trẻ củi vậy. Ứ gì hít hớp. Dần chăn khóc, tình cảm, nhạc tình cảm, chữ tình. Nghĩ sao hít hớp. Lâu lâu cũng nghe mấy đứa nó remix lại đó. Bây giờ diễn nào ngoài cho tôi, mặc đồ dày mà diễn buồn cho tôi. Bỏ cái vụ hít hớp cho tôi, ok? Được rồi. Qua anh kia. Bực mình. Anh biết tự nhiên con mẹ Phục Trang đưa bộ đồ, nó kêu bận dừa, bận cái đái xuống tới đầu gối luôn. Có chịu chết luôn. Bây giờ tập trung chưa? Tập trung chưa? Cái gì vậy? Vậy sao quay? Vậy sao tôi quay được? Nên nó rất là khó chịu. Tập trung đi. Nó cà cà vô cái đùi nhột quá đi. Hồi xưa giờ có bận cái đồ này đâu. Cố gắng chịu đựng. Ngứa ngáy gì cũng cố gắng chịu đựng. Ok. Music. Diễn. Đúng rồi. Rồi. Quần chúng diễn đi. Trời ơi trời, con không diễn rồi. Trời ơi, ổng buồn mà ổng vui với sợ luôn. Rồi đi vô đi. Răng cắn. Bắt răng giết. Hay lắm, đúng rồi. Rồi, hay quá. Hay lắm. Hay quá, khóc đi, khóc đi, khóc đi. Khóc đi. Trời, bỏ cái ngón tay ra. Cái ngón tay của ai vậy? Cái ngón tay. Trời ơi. Thôi. Đi vô đi. Nãy giờ toàn là ông. Toàn là ông làm phim tôi hư không à. Bước qua nè. Nãy giờ quay được những gì? Chiếu tôi coi coi. Monitor đâu? Hồi nãy giờ quay được gì? Chiếu cho tôi coi. Ê, tắt đi, tắt. Gì kỳ vậy? Hồi nãy giờ tôi quay mì ăn liền là sao? Bộ phim tôi quay mì ăn liền là sao? Ai chơi ác vậy? Ai chơi ác? Bộ phim mà quay quá sức là công phu tôi lăn lộn dưới đất một tiếng đồng hồ rồi. Đúng. Tại sao lại đưa lên là mì ăn liền? Đúng. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Ai chơi cái kiểu này? Đáng lý là phở ăn liền mới đúng. Giỡn mặt hả? Bao nhiêu công sức tôi bỏ ra mì ăn liền là sao? Giỡn mặt cái gì? Ông đạo diễn á hả? Ừ. Tôi có lời chê ông đó. Sao chê tôi? Làm phim gì thấy gốm? Sao thấy gốm? Nguyên đoàn phim người ta thấy ông bao nhiêu cái máy đây mà chưa kêu là có đoàn phim. Ông có một cái máy không với một phản quan với một con trợ lý thôi. Kêu cái đoàn phim quay ra bắt không biết diễn viên nào cứ lụm đại vô trong đóng phim. Quan trọng là ý đồ mà. Ý đồ cái gì? Ý đồ kiểu này rồi ai coi? Ông đi ra ông lừa lọc người ta hả? Không, tôi phải làm không được. Không có khả năng. Tôi phải làm được. Tôi phải làm bộ phim thật hay. Tôi quyết chí là như vậy. Quyết chí làm như vậy ít nhất phải có trình độ. Thì tôi đi học. Đúng, nếu ông đi học tôi hy vọng phim ông sẽ hay. Đúng, tôi còn thời gian mà. Tôi có quyền đi học. Đi học đi. Còn anh? Ờ. Đi chết đi. Ta cháu một chút không xong nữa. Nghĩ sao dầm chân khóc người ta. Mặc đồ hít hết. Đúng là đồ cho chê. Mày vô đó có con chó nó cắn mày nè. Đi rủa người ta. Đạo diễn hả ông? Tự nhiên ông xúi tôi đi chết là tôi phải nghe lời ông hả? Còn lâu. Tôi còn làm được nhiều việc quá mà. Tại sao tôi phải chết? Để rồi ông coi. Thằng này không bao giờ chết đâu ông. Nếu nó buồn đi tự tử. Bật đèn lên coi ai mà tắt đèn tới thui rồi. Trời ơi gì? Hả? Sáng, Lily, hai người làm gì vậy? Mày không thấy gì sao? Mày muốn tao làm lại cho mày coi không? Trời ơi, thì ra tôi thấy rõ ràng hai người bên nhau rồi cùng nhau ôm thấm đi cả. Lily, em quả thật là một con người chắc đó. Em nói một lòng yêu tôi, làm cho tôi đây tin tưởng. Tiền bạc dung liếm trong ngoài tôi đều giao cho em. Tất cả còn đầy đủ có mất mát gì đâu mà anh sợ. Tôi anh Đậu à, bây giờ tôi nói thật cho anh nghe, tôi và anh Sáng đã yêu nhau lâu rồi. Cái gì? Lily, em nói vậy là sao? Anh Đậu, tại anh ngu nên mới bị lừa. Anh có nghe Lily nói cái gì hay không? Có cần là tôi lặp lại cho nghe không? Lily, em nói đi, sự thật thế nào? Sao em lại hoang bội tình tôi? Lily, qua nói cho anh Đậu anh nghe. Nói đi. Nói đi, không còn sợ gì nữa hết. Em nói đi, tại sao vậy? Tại sao em lại đi yêu ông Sáng? Tôi có yêu anh đâu mà anh bảo là tôi phản bội anh. Hả?
từ trước đến giờ tôi chỉ giả bộ với anh thôi à. Tôi phải chiều chuộng anh nàng tân bốc anh như là một người hùng, một người giỏi giang, nhưng mà thực chất anh ngu như là một con lừa. Con gì? Con lừa. Hả? Mày không biết con lừa hả mày? Con lừa. Thì ra hai người gạt tôi sẽ cho hai người nghỉ việc. Mày lấy cái quyền gì cho tao nghỉ việc? Quyền giám đốc. Quyền giám đốc? Quyền gì nói lại tao nghe coi. Quyền giám đốc thị mộc. Ủa, có bà ở đây nè, bà làm chứng giùm tôi nha. Kể từ ngày hôm nay tôi cho hai người này nghỉ việc. Quyền gì? Giám đốc. Khỉ mốc. Cái gì? Con khỉ mốc. Hả? Bên đây con lừa, bên đây con khỉ mốc. Làm sao? Mày là con khỉ mốc. Làm sao mà nói như vậy bà? Không hiểu hả? Coi đi con. Gì vậy? Coi đi. Bà đưa tôi có gì nguyên cuốn vậy? Tóm lược trang cuối cùng. Anh Nguyễn Văn Đậu thiếu ngân hàng 100 triệu. Hả? Gì vậy? Không hiểu luôn. Tôi thiếu. Nè, chứng từ nè, coi đi, phải chữ ký mày không? Bên này bà biểu tôi ký mà. Thì tao biểu mày ký mà, phải mày không? Giám đốc ký đúng không? Thì giám đốc mượn vay ngân hàng 100 triệu. Bây giờ giám đốc không có tiền trả thì ngân hàng xuống đây cộng đầu giám đốc ở tù thôi chứ có gì đâu. Nhưng mà tôi bán đất tôi đưa cho bạn 100 triệu ở đâu? 100 triệu vốn á hả? Thì tao ghi hết ở đây. Tiền ăn nhậu vui chơi, tiền bia, tiền bông, tiền búa lẫn tiền bạc. Cái gì vậy? Rồi cái tiền mày ăn, mày ở, rồi tiền mày sắm đồ, sắm đạc cho Ly Ly. Tất cả tao đều có ghi. Bây giờ là anh còn nợ chúng tôi 100 triệu đồng, anh tính sao đây? Chức giám đốc của anh coi như đã lên đường. Bây giờ anh là con nợ của chúng tôi. Tôi không biết nợ nần gì trong đó. Tôi có ký sổ. Tôi đi về với tía tôi. Năm rô. Rô. Gì vậy? Anh năm rô. Mấy người này gạt em. Anh năm rô. Cứu em nè. Năm rô. Đã dặn rồi. Đang mà massage là đừng bao giờ làm phiền mình hết. Mà sao kỳ vậy? Thôi đừng, mày nói nhiều mệt lắm. Nó đang thiếu nợ nè, nó không chịu trả nè, mày tính toán. Anh Năm Rô, em tôm mì. Dạ. Áo màu xanh đọt chuối. Cà rà vát màu cam. Tao tưởng mày con cá bảy màu không? Bây giờ mày có chịu trả tiền không? Em đâu có thiếu nợ gì đâu, bị em trả anh ta Năm Rô. Quất đi. Hả? Ê, mày sao làm cho tao? Trời đỡ lên, đỡ lên. Mấy người sao quýnh tôi dữ vậy nè? Tổ cha mày, đánh cái gì mà giống như là phủi. Bụi ông nội. Nói giùm đi. Anh Năm Rô. Đậu ơi đậu. Có đậu à? Có trả tiền không đậu? Em đâu có thiếu đâu đó. Lì. Ta hỏi một lần nữa là mày có chịu trả là không? Em đâu có thiếu tiền. Lợm. Ta hỏi một lần nữa là mày có chịu trả hay là không? Dạ em đâu có. Mày bà nội mày. Mày đánh gì vậy? Mày thổi bụi nó hả? Gì vậy? Phổi gì? Đánh từ từ. Mày gài từ từ nó mới chịu trả. Đánh mạnh nó quỵt luôn, má chịu không? Thôi mày, dẹp mày qua bên đi. Đau không con? Giờ đau. Trả nợ không con? Giờ không. Không hả? Quất nó cho tao. Sửa đi. Trời ơi. Đánh nó chết đi mày chịu. Đánh đi. Trời ơi. Tụi mày đánh cái gì mà giống như dân đầu đường xó chợ. Đánh nó chết. Mày làm cái gì mày quýnh lên vậy? Chết. Nó còn thở kìa. Không có chết đâu. Lôi đầu nó vô trong, nhốt nó lại. Bỏ đói nó, chừng nào trả tiền mới thả nó ra. Nè. Rủi có chuyện gì là tao khai hai đứa tụi bay với lại má nhà tới tao. Má. Trời ơi, nuôi mẹ uống con với con quỷ. Đi vô đi, hồi tao giết tao chết bây giờ. Má, như vậy coi như xong rồi đó. Ai nói mày xong? Bây giờ mày về mày báo với ông già nó đem tiền lên đây trả nợ cho tao. Không có tiền tao trấn nước thằng này. Không được đâu má ơi, ông già nó khó nuốt lắm. Con ở sớm con biết ổng mà, khó chịu lắm. Khó nuốt rồi làm sao? Giờ con có một kế hoạch khác rồi. Gì? Con có con gà này rất là độc. Nó mà chịu tiếp khách tiền nợ nần của thằng Đậu, kể như là trả sạch hết luôn. Mình còn lời nữa. Con gà nào mà con hay dữ vậy con? Má,
qua tài uống lưỡi của anh Sáng thì có con gà nào mà không chịu tiếp khách chứ. Con gà đó là đứa nào? Đó nè. Hả? Vợ thằng đâu? Anh Sáng ơi, anh Sáng ơi, có rồi, có rồi. Anh Sáng ơi, có rồi. Có cái gì mày? Có khách chứ có gì. Trời ơi, có một ông khách hăng, tưởng ông đủ con lắm. Hai cái gò má, ông chà bá lửa nhà cái đám khớt vậy đó anh. Đặc biệt ở trên cái mỏ của ông nè, có một rụi bằng bắp tay em vậy nè. Đi sờ hơi lên. Đi sờ hơi? Dạ. Ba, việc danh gì ta? Bắp muối, bắp muối. À đúng rồi, bắp muối. Bắp muối rồi, mời vô, mời vô. Mời vô, mời vô, mời vô lẹ lên. Má ơi má, tụi bay báo với má là có khách sộp nha. Khách sộp sửa soạn lên nha. Có khách sộp, khách sộp. Anh ba. Ngồi ba. Ngồi ba, ngồi 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 ngồi. Sao quá chứ vậy? Mệt quá. Gì nữa đây? Dạ. Yeah. Gì anh ba? Gì á? Biến hổ xâm dung đại bổ. Anh thử miếng nha. Bậy, tao để dành tăng hai mày. Nè. Dạ. Tao xin con sư tử ở nhà đi tới 12 giờ là phải về. Dạ. Mà bây giờ tao đã quất nửa chai này rồi. Mày lo lo lẹ lẹ làm tao 9 giờ rưỡi rồi. Anh Hương Chí, anh Hương Chí. À, em không lo cho anh là thuốc nó giật anh chết liền. Khách sộp đâu, khách sộp đâu. Má, khách sộp. Anh ba. Anh hai. Trời ơi, lâu quá mới gặp anh hai, nhớ mới tài. Tôi thứ ba. Ủa vậy anh ba? Cái gì kỳ vậy Sáng? Dạ. Đào gì mà già dữ vậy mày? Má đào, má đào. Ủa, phải má? Em là má đào chứ không phải là dạ. Bà chủ luôn, bà chủ luôn, bà chủ. À, má đào hả? Dạ, dạ, dạ. Vậy ba chào má. Má chào ba, mời ba ngồi. Bay đâu, bia con ơi. Khỏi. Có mực, má. Đem ra. Khỏi, trời đất ơi. Ba cái vụ ăn uống tính sao? Tôi chủ yếu vô đây là cái vụ... Má giới thiệu hàng. Hàng đồng. Đầu tiên sẽ có cô em ở miền Trung. Được đó. Chiều cao một thước bốn chân đi ở hình cung. Có cô gái quê chân đi hai hàng. Có em xứ biển nước và đèn bèn. Nếu tất người nào thì cho ra tiếp ngay. Trời ơi xấu quá đem ra làm chi. Tìm cô em khác nếu ngon thì miền Tây. Dáng cao tha thước tóc ngang lưng dài. Có ngày như ý nhưng nó hơi hồi thẹn. Chịu. Trời đất ơi, má giỡn mặt cái tôi hả? Hết chuyện mới đem toàn là hàng chiến tranh cung nỏ ra không vậy? Không phải, hàng độc mà. Anh ba vô, anh vô ngồi đi. Má lên, anh Bông giới thiệu má. Đây. Qua đồng cổ nội má ơi. Anh Bông. Nè, coi nè. Hàng độc không á. Trời đất ơi, nhỏ này té thùng đinh sao mặt có rổ không vậy bà? Trời ơi, nó cố, nó cà đâu, cà đâu. Trời ơi, nhỏ này sao môi cười mà răng không thấy vậy? Trời ơi, mới chồng rồi. Sao hàng gì kỳ cục quá vậy? À, em này được nè. Ủa, nhưng mà nhìn từ trên xuống dưới sao đó trơn lu, không có chỗ nào nó nhu lên vậy bà? Nó đập vô một chiếc Attila là có giờ điện nước đầy đủ. Dung. Trời ơi đẹp nè. Ủa sao cái mặt nhìn tôi mà con mắt nó liếc bà vậy? Cái lé duyên mà. Nên hàng này hàng mộc, hàng chiến bên kia lặn qua cái thấy liền. Xin đôi hả? Sao giống dữ vậy? Phải. Hình em. Sao bỏ vô chi vậy má? Ơi bỏ đi chi mà bà. Trời ơi đâu có. Hình chiến đấu phải em để đầu. Cái này nè. Qua đồng cỏ nội. Được đó. Ở dưới quê em mới triển lên. Vậy? Dạ. Kêu la mẹ. Trời ơi hồi mới lên nó hôn cáp với bà luôn vậy. Hàng độc hả? Hôn cá dữ lắm. Cái gì? Bây giờ còn hôi không? Hết rồi. Tốt. Kiểm qua mắm. Cái gì? Trời ơi không có anh mà bay đi. Đây nè con nhỏ này em tút nó lại thơm tho lắm. Hết sảy luôn em đi không? Em về quê em dụ dữ lắm mới lên được đây. Em cực khổ với con nhỏ này lắm. Nó là hàng độc đó anh ba. Trời ơi em cực với nó lắm anh ba. Được rồi tao biết. Khổ cho nó đi tới lên đường luôn. Con có chịu tiếp đâu. Đi ra đây nè. Con mới muốn mà. Ra mau. Con
đậu ở y chang luôn. Nhìn đây, đó, thấy chưa? Thấy chưa anh ba? Nè, cái này thu đen lạ là dạ. Cách mới nè. Trời ơi, đi coi chừng té con ơi. Nó không quen, nó mới, nó không quen. Đó, đẹp không? Nhìn trên xuống dưới đẹp chưa? À, hàng tiễn à. Tù hàng là hốt biết luôn. Trời ơi. Bà đưa mặt cái đi chi cho bà. Thuốc đang lên gặp bà, thuốc nó giả trên rồi. Được không? Được ta. Hay thích không? Đọc đó. Quá đồng có nội. Quá đồng có nội. Mới cứu lại đó được không? Đẹp quá đi. À, được không? Nhưng mà kẹt máng xá quá sao làm việc đi. Máng xá là gì? Má sáng. À, quên quên anh xin lỗi anh ba. Nhớ nè, tiếp đàng hoàng em thôn đậu ở tù nha. Em vô nha. Ừ. Đứng liền chi. Ngon nha. Vô đây mày. Ngon nha. Ừ. Ngon nha. Em vô, vô. Vui vẻ đi. Em tên gì? Đen. Đâu có trắng tươi, đen đâu đen. Em tên gì? Đen. Chịu anh đi, anh cho tiền mua kem sức là nó trắng à, đâu khổ phải đen. Ý anh hỏi là em tên gì? Cái thằng mắc dịch tao nói tao tên đen mày, hỏi quà tao giải vô mặt bây giờ. Có cá tính. Anh thích con gái cá tính với em vậy đó. Lại đây, lại đây em, lại đây ngồi với anh. Nhìn gì vậy? Lại đây, lại đây. Gì? Làm gì anh ta vậy? Ôm thôi làm dữ vậy. Tự nhiên, vô duyên. Dịu dàng, dịu dàng con. Dịu, trời ơi, trời ơi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Anh ơi. Ờ. Anh mới tới phải không? Ờ. Anh tên gì anh? À ba. Anh có mệt không anh? Mệt. Anh cắt nước không? Lấy nước cho anh nha. Lau mặt cho anh luôn nha. Má dặn là phải lấy khăn lau mặt. Trước khi lau mặt là mình phải đặt nước xong rồi trời mình ơi. Lau xong. Cái gì anh vậy ơi? Trời uống nước nha. Ừ. Uống bia đi. Xong. Trời ơi. Xong rồi. Hết. Làm cái gì mà tấn công dữ vậy em? Nhưng mà anh thích vậy á. Uống xong rồi. Bây giờ mình vô màn chánh nha em. Vô cái gì? Má dặn bao nhiêu đó là hết rồi. Hả? Đâu có được. Đâu có được. Anh bỏ tiền ra bao từ A tới Z. Hồi nãy giờ A, B, C. Bây giờ mới tới D nè. Ê giờ ông muốn làm gì ông làm đi. Tôi hết rồi. Tự làm đi. Tự làm tới đây chi vậy bà? Nhưng mà không sao. Tự làm nó hơi cực chút nhưng mà cũng ráng. Em ơi. Ơi. Em à. Cái gì? Anh muốn nắm lấy. Cái gì mày? Tài. Em. Rồi đưa lên má. Ui bàn tay. Ủa sao chai vậy em? Từ dưới quê tao làm ruộng quanh năm. Thằng đậu á nó đâu có chê tao tiếng nào đâu mày. Ủa đậu đen đậu đỏ gì ở đây? Em ơi chỉ có cục đường này thôi. Ê bộ không biết tiếng con tôi hả? Tiếng tôi tên đường á, còn tôi tên đen. Ôi đường đậu đen gì cũng để nấu chè, mà anh thì khoái ngọt lắm em ơi. Giờ đây anh sẽ là nước cốt dừa, mình bắt đầu nấu chè nghe em. Cha này khùng rồi, tự nhiên cái nói chè đậu đỏ gì trong đây. Thôi ngồi đây đây, tôi xong việc rồi tôi đi vô. Khoan thôi đi, khoan đi em ơi, đứng lại. Ông làm gì vậy? Okay. Tôi tán ông bây giờ. Không có sao không, không có sao tôi đi rồi nha. Không có sao tôi đi á. Bạo lực, nhưng mà anh thích bạo lực. Tát nó đi, em tát nó đi. Thuốc anh nó đang cuồn cuộn dâng lên nè. Tốt nha, không có sao không.
đi, em tán đi em ơi, em tán nó đi. Ông nói là nghe. Ừ. Tán được rồi. Ê, 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 ông làm gì vậy? Ôi, đẹp quá. Đâu, đâu, cứ tôi giới đậu ơi. Đâu, 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 cứ tôi giới đậu. À, đây, chạy đâu vậy? Thả ra. Chạy đâu em ơi. Ta chừng tôi đấy, giật á. Em muốn đậu được rồi, cho em đậu. Sao chóng mặt quá, khó thở quá vậy trời. Sáng, Sáng ơi. Dạ dạ, có em anh ba. Anh ba, mày ra đây. Xong, tao xấu tâm mặt mũi rồi. Xong rồi anh ba. Xong rồi. Xong cái đầu mày á, tao đá một cái muốn mất giống lên nè. Sao kỳ vậy mày? Nó đá anh. Tao đưa tiền mà đầy đủ mà. Cái con quỷ này. Thôi bây giờ vậy nè, anh ba về đi, anh ba về đi. Mai tới đây em lo lên anh. Nó qua đồng có nổi mà anh bạo quá, nó bỏ chạy là phải rồi. Mày nói gì? Ngày mai hả? Dạ ngày mai. Trời đất ơi. Tao đi đâu có được. Với hơn nữa chịu giờ tao uống gần 2 chai thuốc rồi. Tao về nhà thuốc nó giật tao chết sao mày. Anh về anh xử quả đi. Về gặp sư tử nó thà tao để thuốc nó giật tao chết sướng hơn. Thôi bây giờ vậy nè. Em đền cho anh cô điện rất là đẹp ha. Thôi mày, hồi nãy mày nói với tao cái hàng đó là độc nhất rồi. Còn hàng nào hơn hàng đó? Cái hàng này là hàng độc, nhưng mà cái hàng em giới thiệu cho anh đây là hàng rất là đẹp. Hàng đẹp là hàng nào? Lily. Ok. Mày đừng có gạt tao nha mày. Con nhỏ đó tao vô mấy chục lần rồi, có lần nào nó chịu tiếp tao đâu. Mấy lần đó nó không tiếp, nhưng bây giờ nó tiếp anh. Nhưng mà kỳ này là giá cao lắm á, được không? Cao bao nhiêu không sao hết trơn á. Cao lắm à. Còn hơn là chết. Ờ. Nhiêu đây đủ chưa? Sao có nhiêu đây vậy anh? Nè mày ơi, giá bao nhiêu đây không có được đâu. Trời ơi, con nhỏ này anh cũng biết thôi mà. Thôi đây, để dành tao đi xe về mày. Lẹ lên đi. Thank you.
cho tao nghe đi. Nín đi Ly Ly. Có chuyện gì? Thằng Sang nó bán tao, nó để cho người ta làm nhục tao. Trời ơi, thằng khốn nạn. Chuyện đừng, tại tao ngu dại. Tao tin nhận rằng điều cái tại tao ngu mà, tại tao ngu mà. Ly Ly, mày nín đi. Mày cứng cỏi lắm mà, mày chịu chơi lắm mà. Sang ơi, Ly Ly, tao giết mày. Tao sẽ giết mày. Ly Ly, mày không được làm bậy. Không, tao đã đặt trọn niềm tin vào nó, vậy mà nó đảo mang tao cho người khác, nó để cho người ta làm nhục tao. Sang ơi, tao không thể mới lên đây làm. Má tao bị bệnh, tao chỉ mượn có 5 triệu đồng để lo cho má tao. Vậy mà má bắt buộc tao phải ký giấy nợ. Rồi tao làm, tao trả, trả hoài trả mãi mà cũng không hết nợ. Cuối cùng cuối cùng bà bắt buộc tao phải tiếp khách. Tao hỏi mày, nếu như mình không làm thì mình có tránh được những trận đòn của thằng Sáng không? Có không? Không. Tao không thể nào sống trong cái hoàn cảnh này được nữa. Tao không cam chịu. Tao không cam chịu. Ly Ly. Tía ơi, tía. Con khổ quá tía ơi. Tía. Làm sao con dám về gặp tía với anh Đen đây? Đen ơi, bây giờ em ở đâu rồi Đen ơi? Tội nghiệp vợ tôi quá. Trời ơi, tôi đúng là một thằng chồng bất nghĩa bất con phải mang.
si, bị người ta gạt cả tình lẫn tiền, còn thân mình tan nát tè tuôn, ôi xấu hổ vô cùng. Làm sao dám về lại quê xưa, chắc là từ nay phải lìa xa cha và vợ, rồi lang thang xó chợ đầu đêm. Ôi chùa xót cho phần mình, bởi tội tình đã gây ra. Đen ơi, đây nè, anh Đậu bị nhốt ở trong này nè. Bây giờ tôi mở cửa cho chị vô, nhưng mà chị thăm cho lẹ lẹ nha. Mà nhớ nói chuyện nhỏ thôi nghe không? Để không thôi người ta nghe được á là chết đó nghe chưa. Cảm ơn chị xinh nghe chị xinh. Trời ơi, cẩm xiềng cái gì mà xinh xinh hoài vậy. Bây giờ tôi mở cửa chị vô nghe không? Tôi ra ngoài tôi canh nha. Lẹ nha. Tôi ra ngoài tôi canh cửa nha. Đậu ơi Đậu. Đen. Đen ơi. Đậu. Đen, trời ơi sao mày vô đây? Tao đuổi mày về rồi sao mày còn vô đây làm chi? Mày vô đây mày chết bây giờ á. Thằng Sáng nó gạt tao, nó đưa tao vô cái phòng không gì đó. Tao sợ quá, tao đạp bóng một cái tao chạy ra đây á. Mai mà có chị Sình cứu chứ không là chết tao á Đậu. Đen ơi, vậy là Đậu đã hại Đen rồi Đen ơi. Đậu, trời ơi cái thằng mắt dịch mắt toi nào mà nó quánh mày dữ vậy Đậu. Mày đưa cái mắt tin. Trời ơi mắt nó bầm hết trơn rồi nè. Mày quay lại đây tao coi. Có miệng nữa nè. Trời ơi sưng dù như cái bánh tiêu vậy Đậu. Mày nói đi, đằng nào quýnh mày? Mày nói đi, tao quýnh chết nó luôn. Ơ đừng, tụi nó dữ lắm. Mày đã đông lại nó đâu Đậu. Tại tao ngu thì tao chịu thôi. Ai biểu, ai biểu bỏ mày chi để như là tao đánh bầm dập te tua vậy. Dạ, tao đau lắm Đen ơi. Mày đau lắm hả Đậu? Nó quýnh tao chỗ này nè. Nó đập nguyên cây gậy vô đây nè. Trời ơi, tao đau ở lòng ngực nữa. Mày đau ở đây? Sao mày đau giống tao vậy? Thằng Sáng nó đánh mày hả? Không có. Chứ sao mày đau? Tao cũng không biết nữa. Cái hồi mà mày chê tao quê mùa đó, mày đuổi tao về đó, cái tao đau chỗ này nè. Xong rồi tao thấy mày ôm con Ly Ly gì đó, tao cũng đau nhiều lắm đó mày. Đen. Đậu. Em khờ quá Đen ơi. Hả? Mày kêu ai bằng em vậy? Tao có nghe lộn không? Thì anh thương em quá à. Bộ thương mới kêu bằng em hả? Thì em ơi em, tao cũng thương em quá à. Đậu. Tưởng lâu ngày nó đổi gì chứ. Cái gì Đậu? Phải. Cái gì Đậu? Đậu là anh, Đen là em. Thì em phải nói là Đậu ơi, em thương anh quá Đậu ơi. Đậu là anh, còn Đen là em. Anh Đậu. Em Đen thương anh Đậu lắm anh Đậu ơi. Đen. Anh Đậu. Anh biết đời anh số phận đau buồn, tình em muôn kiếp vẫn không nhà phai. Anh chớ đau buồn mà chi, em sẽ cam chịu cùng anh bao nhiêu tan tác sầu thương. Ôi biết làm sao trở lại quê nhà, tai nắng ước mơ ngày xưa. Thương nhớ
kim châm vào tận đáy lòng của đâu. Ôi hạnh phúc đơn sơ trong tầm tay với mà tôi mãi tìm đâu xa khuất tầng chân trời. Đậu, mày đừng có nói vậy đậu. Nhìn vợ thương yêu mà nói chẳng nên lời. Trời ơi, một phút dùng suy để cho mình lầm lỡ gieo tôi buồn cho người vợ thương yêu. Đen ơi, anh không còn xứng đáng với tình em đôi mi tía. Anh là một thằng con bất hiếu. Thôi em đừng thương tiếc làm chi nữa. Em hãy về đi với cuộc sống yên bình. Không, đậu ơi, Đen không có muốn lìa xa đậu nữa. Đậu ở đây là Đen cũng ở đây luôn. Anh không muốn nhìn em chịu khổ. Tội anh làm, anh sẽ chịu mình anh. Không, đâu có chịu đâu đậu ơi. Mày ở đây tao cũng ở đây luôn. Thôi, đằng nào quánh mày tao quánh nó. Trời ơi, đâu ở đây. Được đâu, về đi. Ở đây ngồi nữa, người ta bắt hai đứa luôn bây giờ. Tao muốn đi về. Tìm vui ấm êm, năm tháng qua sẽ xóa phai niềm đau. Đậu, đậu ơi, không có đậu Đen buồn nhiều lắm. Đen không về đâu, còn bỏ đậu nơi này. Không được. Chất hai vai làm sao thoát khỏi hang hồng miên xoay. Em cầu mong sao trời cao thương xót cho vợ chồng mình thoát cảnh nạn tai. Không được đâu. Không, bây tao giờ, không có gì à. Em phải về thôi, em ở đây người ta đánh em chết luôn. Em không về đâu. Hả? Xong chưa, trời ơi, đứng ngoài mũi cắn chết luôn vậy đó. Ủa, ai vậy? Chị Sinh á. Chị Sinh cứu mình á. Chị Sinh, chị làm ơn cho chót đi. Rồi tôi mang ơn chị suốt đời, tôi muốn ở gần đậu. Thôi, ơn nghĩa gì? Tôi giúp hai người á, cũng là tôi tự giải thoát cho tôi. Tôi không muốn hai người rơi vào vết xe đổ của tôi ngày xưa nữa. À. Không phải chỉ có một mình tôi, mà phía sau lưng còn có một người âm thầm giúp đỡ nữa đó. Ai vậy Sinh? Bí mật. Chị muốn thoát khỏi đây không? Muốn cái chị, trời ơi. Chị có muốn vạch mặt bọn ác của tụi nó không? Muốn cái chị. Chị phải nghe lời của tôi. Sao? Chị làm được không? Hả? Nói gì vậy? Bí mật mày không được biết. Làm. Vậy thì ta hãy theo kế hoạch mà hành động.
chịu cái nhạc này lắm. Hỏi má nha, tự nhiên là đang sung, tự nhiên nó xìu xuống vậy. Trời đã tắt ba cái nhạc kèo đò nón lá đi, mở nhạc hip hop lên. Rồi, má mở liền. Tắt đi, hip hop lên. Trời ơi. Rồi này, go. Trời ơi, tắt cái đèn cái nhạc này tôi nhức đầu quá. Trời ơi, đang nhậu nhẹt rồi chơi cái nhẹt đông gì mà cả nhạc thì đó không nghe bực bội. Má ơi. Má nghe má. Má chơi không đẹp. Tụi con tới đây ủng hộ má mà. Má làm gì mà má tắt nhạc? Buồn quá vậy? Trời ơi, con ơi thông cảm giùm má đi con ơi, mấy cha già bên kia không có chịu nhạc giật. Mấy cha già không chịu nhạc giật. Nói mới trả vô chùa tu đi. Hết xíu quách rồi vô đi chơi chi nữa. Ê, thằng chip hôi nghe. Ê mày nói ai già mày? Mày nhìn đây toàn là đáng chú đáng bác, mấy thằng này kia là sao hả mày? Chú hả? Chú cái con gì? Con ngựa già. Nói hai mình là hai con ngựa. Trời ơi hả? Ê mày nói ai ngựa già mày? Tao nói mày đó. Ừ. Ra chơi là bình đẳng, thằng nào có tiền thằng đó thắng. Có tiền là thắng. Thằng này ngon tao. Bước lại mày. Gì mày á? Bước lại. Để tao cho già. Trời ơi chết thôi. Biết tao là ai không? Ông kệ em chứ. Biết ba tôi là ai không? Kệ cha mày chứ. Hổn mày. Tư tôi... Này mày thấy hổn không? Lớn tuổi rồi đừng làm vậy, nít nó cười chê mình. Mình quýnh lộn rồi đó đâu. Anh nói để anh, để tôi làm giải quyết liền. Giải quyết ổn thỏa nhẹ nhàng nói thôi. Mày nghe nè. Tao giờ không muốn bạo hành bạo lực gì đó hết á. Đàng hoàng cứ muốn nhẹ nhàng với mày thôi. Tao muốn vậy thôi là. Quậy rồi sao? Quậy tay, đừng manh động. Hàng nóng. Trời ơi, mồi thuốc. Chịch nhát, mồi thuốc mà cũng chạy. Hết hồn rồi tôi. Má, dọn cho một cái bàn sang tổng cho đem hết đào ra đây. Dạ, có liền. Lily ơi. Ê, Lily là hàng cũ rồi. Bữa nay lựa hàng độc, hàng mới mà chân dài cho tôi. Hàng độc, hàng mới, chân dài. Trời ơi, Năm rô con ơi. Cứu má con ơi, Năm rô. Trời ơi, thằng này nó chết ở đâu rồi trời ơi. Dạ, mời ba ngồi đi. Cái... Đã dặn rồi, người ta đang mát xa mặt. Mà cứ kêu hở chút kêu. Trời ơi, mát xa cái gì con ơi. Bây giờ mày kiếm hàng độc. Chân dài cho má coi, trong quán mình có không? Hàng độc? Ừ. Chân dài? Ừ. Dài cỡ này được không? Cái này mày để tiếp hà mã đi thằng quỷ. Chân mày mà dài hả? Có rồi. Có rồi. Đem ra liền. Nhưng mà giá phải cao nha. Đúng rồi. Nhanh giùm bán nha con. Trời ơi là. Có phải em về trong đêm nay, bước thấp bước cao ngả nghiêng trên đời này, lệch vai áo hoa vai màu son đôi môi nhạt nhòa, nghe buồn đau lên xót xa. Lại. Sao nó khóc vậy? Chắc mới quá nó nhát. Còn mới nó nhát. Dài chưa? Hàng này đúng là hàng tôi thích đó. Bữa nay má giỏi đó sẽ có thưởng nghe không? Dạ. Ai trời? Anh ba ơi. Ôi. Anh có thể cho em ngồi tiếp chuyện với anh được không hả anh ba? Được chứ em, trời ơi, cứ tới đây đi. Trời ơi má ơi, trời được ơi, má xảy ra đó. Em ơi. Em nè. Ủa thôi em ơi, thời bây giờ là hiện đại rồi, em đâu có cần quỳ thủ lễ, đứng dậy đi.
Trời ơi, sao nó chỉnh dài? Dài hay lưng dài cũng giống nhau thôi à. Anh ơi, áo em cũng dài vậy, kệ đi, cái gì dài cũng được. Mấy anh ơi, mấy anh có thích em phục vụ mấy anh không dạ? Không. Còn anh thì sao? Không thích. Trời, khoan em ơi, em xài cái nước hoa mùi gì mà sao hôi hành dữ vậy? Dạ đúng rồi, hành tây. À, cái gì hành tây? Em mới trộn gỏi gà mà. Cái gì gỏi gà? Cái gì gỏi gà? Con bếp. Chuyện gì? Ba thông cảm giùm, trời ơi, bếp ơi, mày vô giùm tao, trời ơi, mày làm phiền tao, qua quán mày dở quán tao hả? Nhưng mà xin ra đi. Trời ơi, cái gì vậy? Em dài, em giáp. Anh ơi, em lỡ ra đây em phụ vụ anh nghe. Tại vì em nghe nói là anh thích hàng độc mà lạ. Em mặc dù không đẹp nhưng mà em độc mà em lạ nè. Cái gì vậy má? Anh ơi. Sao? Thôi lỡ rồi em phụ vụ anh nghe. Ba biết cơ. Ba biết cơ. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi. Rồi. Cái gì vậy bà ơi? Nít. Nha. Món ăn đã hoàn tất. Trời đất ơi, làm gì bầm bầm như mặt tôi vậy? Trời ơi, anh ơi, em làm bếp mà. Em tưởng cái mặt anh là tấm thớt. Trời ơi. Trời đất ơi. Rồi, anh bo em đi. Phục vụ thì bỏ cái gì? Anh không bo em làm phiền anh nữa nha. Nha. Trời ơi, Trời ơi, lần đầu tiên tôi mới cầm một cái số tiền mà nó lớn như vậy à. Trời ơi, tiếp viên làm dễ quá rồi, dễ kiếm tiền quá. Bà chủ, tôi nghỉ làm bếp, tôi đi làm tiếp viên. Trời ơi, thằng quỷ, hàng độc của mày đó hả, thằng quỷ? Trời ơi, cứ giếm tôi mà, trời ơi. Má, má giỡn hả? Hết chuyện mới đem cái bà nấu bếp để phục vụ tôi là sao? Trời ơi, có tin tôi quậy là tôi quậy của quán má không? Trời ơi, đưa xuống má gạt thôi tôi lần này hết lần khác vậy. Trời ơi là trời. Trời ơi, chết tôi rồi trời. Đường đợi gia tôi. Khách tới nữa. Thôi, dừng. Cho nó tắt nhạc bất tử mày. Tử rồi, nhiều quá nó rồi. Dạ, xin mời đường đại gia vào à. Ở đây ai là chủ quán? Dạ em. Cho bà. Trời ơi, trời ơi, mới gặp mặt cho hai kỹ rồi. Trời ơi, chết tôi rồi. Dạ, đường đại gia có cần gì không ạ? À, bà chủ à, thực sự ở đây tôi thấy ồn ào quá đó hả? Mày ơi, đứa nào mở phim tàu lớn quá vậy tụi bay, tắt đi con. Cái đó là tôi nói đó mà. Đâu có ai mở phim tàu gì đâu á. Dạ, đại gia nói gì em nghe không hiểu à. Thông dịch đi. Đường đại gia nói, ở đây ồn ào náo nhiệt quá. Dạ, xin đường đại gia thông cảm. Hồi đó tưởng rài ế dữ lắm, không biết bữa nay sao khách ở đâu lên quá trời luôn, thông cảm giùm à. Bà chủ à. Dạ. Hôm nay tôi đến đây là để vui chơi đó mà. Dạ, không hiểu luôn à. À, tôi muốn là ở chỗ này không còn một bóng người đó hả? Dạ, đại gia nói gì em nghe không được. Thông dịch đi. Đường đại gia hỏi ở đây có bóng. Không còn ai trong quán hết. Dạ xin đường đại gia thông cảm giùm. Dạ không được à, khách đuổi không được à. Ai ra khỏi quán cho hai chị. Dạ để em hỏi. Ba.
anh ơi. Trời ơi. Con ơi giúp má. Dạ thưa đường đại gia, dạ không được à. Không được thì đi. Trời ơi đại gia. Trời ơi. Trời ơi, tại sao vàng đổ nhiều quá hả? Tao biểu mày đem đồ lẻ lẻ thôi á mà. Lẻ lẻ mà cũng chừng này rồi đó hả? Dạ bây giờ tao không chịu về làm sao đại gia? Ê không chịu về thì tôi mình đi. Hai cây. Về. Một nha. Cũng về. Trời ơi. Cảm ơn được đại gia đó mà. Em không có gì về thượng lộ bình an hả? Về dưới tính hả? Chào. À không cần bắt tay đâu mà thấy mày đi rồi là tao biết mày đã đi rồi đó mà. Dạ đừng đại gia cần gì nữa không à bà chủ à. Dạ. Thì giữa trong quán này vẫn còn một người đó hả? Dạ nói không hiểu gì trơn. Ý là tôi nói trong kia còn cái ông nọ đó bà nội. Dạ dạ thưa đường đại gia thông cảm mà khách này không đuổi được à. Dạ người ta đưa tới ba chỉ luôn. Không sao, được lắm, rất hân hạnh, hân hạnh đó. Được chào ông anh hả? À, có hai người thì cuộc chơi thêm thú vị hơn đó mà. Ừ. Có ai không? Đưa ra tiếp ta đi. Dạ có liền các con ơi. Chuẩn bị tiếp đường đại gia các con. Trời ơi, bữa nay gặp khách sộp quá trời ơi. Nhanh lên. Đêm đêm người mùi hương, mùi hoa tứ nhà nàng. Hương nồng hoa tình lì ai. Đầm đà ngày đó gọi tên. Nhà trang cách gương bên sang hoa tứ cung thường nhìn sang chôm nhớ thương thầm mơ ngày mai lứa đôi. Hôm qua tắt nhạc đi. Mấy em này là qua tay của tôi hết rồi đó. Bà chủ. Dạ. Ở đây chỉ có bao nhiêu đầy đứa thôi sao? Dạ. Thiệt sự. Ở đây gái tệ quá đó mà. Thôi đi đi. Dạ. Ê, dạ dạ. Ba kêu con hành lùng ra tiếp ổng đi. Dạ thưa được đại gia. Thông cảm giùm đại gia. Không còn được ai thôi à. Nói đúng ra đó cũng có một người ấn tượng với ta lắm đó. Dạ ai à? Mới vừa bước vào ánh mắt của nàng đã nhìn ta say đắm đó. Dạ người nào? Bà đó. Hả? Trời ơi lui. Lui. Lui vô hết mắt con. Mấy con vô lui 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 lui. Trời để má làm việc coi. Trời tự nhiên muốn gối quá trời. Đẻ không chịu chịu già. Cỡ. Già nhưng mà còn đẹp. Không đẹp nhưng mà nó độc. Tôi thì thích xài đồ cổ thôi. Nhưng mà đồ cổ là đồ cũ đó. Dạ hai anh đánh giá nhân phẩm em là đồ cũ hay đồ cổ à? Đồ cũ. Đồ cũ chọn em làm gì? Chọn bà tới ông nội tôi hả? Chọn bà về đặng cạo gió bà chia bà nội. Nói cho bà vui thôi. Em còn ai không? Ê con đen. Con này trắng nõn con đen gì? Không nó tên đen. Nó trắng mà. Nó tên đen. Ủa vậy hả? Dạ. Ha, danh kỳ thanh bất kiên kỳ hình. Giờ nhìn cái hình mới thấy nó kỳ. Nói chừng con nào ấy. Đâu rồi à? Thích con này. Dạ nó nhát mà nó mắc lắm à. Mắc bao nhiêu? Chi hết. Chi hết. Dạ 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 có liền có liền. Ê, trời ơi vàng nhiều quá. Chưa đâu vàng này mới có cây cây. Cái này cả chục cây nè bà nội. Dạ em kêu liền em kêu liền. Thấy là bà hết hồn rồi. Sáng hả con? Trời ơi đem con đen ra tiếp khách liền con ơi. Trời ơi cái ông này tiền quá trời luôn. Vàng một đống luôn con. Cái gì? Tao mấy chục con mà tao còn quản lý được. Mày có một đứa mà mày điều khiển nó không được hay sao? Cái gì? Không chịu tiếp hả? Không chịu tiếp đánh thấy mẹ nó cho tao. Tao quýnh thấy mẹ bà. Quýnh thấy mẹ nó đi. Dạ đó. Nghe con. Nè. Mày nói với nó. Nếu nó không chịu ra tiếp khách đó ha. Mày còng đầu con thằng đậu cho tao. Nhanh nghe không? Ra liền đó. Ừ. Dạ. Nó chịu rồi. Dạ. Tiếp khách nha. Dạ.
giờ nữa anh. Chị mình tiếp khách xong xuôi là nợ nần của thằng Đậu sạch hết. Vợ chồng gặp nhau nha, nhớ nha. Vợ chồng đi về quê sống với nhau, tiếp khách ha. Rồi, để má ra con. Trời ơi, con ơi, được quá, cứ chịu tiếp là được quá. Dạ, hàng tới rồi. Hàng tới. Bữa nay có đá nữa không vậy? Sao bữa trước thì ghê, sao bữa nay đẹp quá vậy má? Đẹp quá ha. Chịu anh đi, anh cho em 20 cây. Thôi thôi, chịu anh đi, anh sẽ cho em 20 dạ. Hả? Hai lon. Lon gì? Hai lon hột xoàn để em đánh u quan chơi được không? Trời ơi, anh cho em cái nhà lầu 2 tầng. Anh không có nhà lầu, anh chỉ có một khu biệt thự 8 căn. Trong đó có sân tennis, sân golf hả? Golf, rồi hồ bơi. Sân tennis em có thể thả bò. Sân golf em có thể nuôi gà. Hồ bơi em có thể nuôi vịt. Kinh tế thì mình phải tính kinh tế cho nó. Anh cho em nguyên cái tàu bự thế là bự. Anh cho em 10 cái vỏ lãi. Hả? Một cái tàu Titanic. Một cái tàu Titanic. Tàu gì? Titanic. Titanic là gì? Nói chung là đi được trên biển là theo tàu đó bà. Ý kiếp quá. Dạ. Đừng có nghe ổng. Anh cho em nguyên cái hãng muối của anh luôn. Nổ quá đó ông anh. Cái gì? Mình là không có thích nổ. Nói sơ sơ cho nó nghe chứ đừng có nổ nhiều nghe chưa. Tao không thích đâu à. Lúc mới bước vào, các người có nghe kêu ổng bằng cái gì không? Dạ đường đại gia. Tên tiếng Mỹ gọi là King of Sugar. Vua của các loại đường. Đường cát, đường phèn, đường thùng, đường thẻ và luôn cả đường nhựa. Chưa kể là đường băng trên toàn thế giới. Mày nổ quá. Nói ít ít thôi còn đường thốt nốt nữa. Ngu. Con ơi, tiếp con đại gia nè, tiếp đi con. Thôi con có chịu đâu, con chỉ tiếp thằng Đậu thôi. Con mới tiếp ai hết đó. Trời ơi, mày mới chịu, mày bây giờ mày không chịu tiếp, tao đánh mày chết cha mày ạ. Chết thằng cha mày. Bây giờ mày tiếp không? Tôi không có tiếp. Trời ơi, tôi đừng đậu, đánh đậu, 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 không đậu. Nên dùng vũ lực. Vậy chứ làm sao? Mua trái cây, ai cũng thích trái tươi mà. Tôi không thích hàng bị bầm. Không bị bầm mà vậy em nắm đầu nữa thôi. Trời ơi bây giờ mình... Đừng bà. Trời con gian lại bà, con gian lại bà. Đừng đánh vợ con mà. Con bằng lòng xin bà hãy hành hạ xa thân con. Con bằng lòng nhân lành chớ vợ con nó hiền lành. Mà bà lại hành hạ nhẫn tâm. Không quánh nó, không quánh mày nữa. Bà ơi. Dù có chết đi tôi cũng không nghe lời ngâm dọa của bà. Tôi không muốn làm trâu làm ngựa để trả nợ cho em đen.
làm bò để mày trả tao biết đời kiếp nào cho nó hết. Bây giờ mày có để cho con vợ mày nó tiếp khách không? Không, không được bà ơi. Mày thiếu nợ tao không thôi mà còng đầu mày. Bà ơi, tôi đâu có thiếu nợ bà đâu. Cái đó là tại vì bà gạt tôi mà. Gạt mày hả? Không. Ừ, tao gạt mày đó. Mày làm gì tao? Mày thiếu tao 100 triệu đó, mày làm cái gì tao? Bằng chứng đâu? Bằng chứng đâu hả? Tại vì mày ngu. Tao cũng không hiểu sao ông già tía mày ông ăn cái giống gì cái thằng đó, thằng già đó đó. Ăn cái thứ gì mà đẻ ra mày ngu dữ vậy không biết hả? Tao biết à. Nó ăn giống gì mà đẻ mày ngu? Hả? Bà dữ quá. Gái gái. Dạ. Cưng có muốn biết ông già tía nó ăn cái giống gì mà đẻ ra nó ngu dữ vậy không? Dạ, đường đại gia nói em nghe. Anh nói ra một cái em phải tôn thờ ông già nó, tại đẻ ra nó ngu quá mới có đường cho em gạt đó ha. Dạ, nó ăn gì vậy? Né qua đây anh nói cho cưng nghe nha. Đừng xuống nha em. Thằng này nó tên gì? Em Đậu. Con này? Đen. Đậu đen muốn thành chè cần cái gì? Đường. Nó nè. Bà nội cha nó nói tôi ngồi sừng sừng ở đây mà nó dám nói cha nó ăn cái gì đẻ là con ngu. Hả? Ôi, tôi phải đường đại gia hả? Đường đại gia cái con khỉ mày coi chân tao phèn không là mày. Cái đại gia. Tía ơi, tía cứu tụi con đi tía. Em đó tao. Trời, gian giả. Em gì mày con cá nó còn sống là nó cắn mày đó. À, bây giờ cha con tụi bay vô đây để quậy quán tao phải không? Chính xác. Muốn quậy quán tao hả? Lên đây muốn lột mặt nạ của mày á. Tao làm gì lột mặt nạ tao? Lương gạt. Bằng chứng đâu? Bằng chứng đâu? Để xa xa đó, con này nó ác lắm. Điểm qua đi. Còn lâu chứ giật được em ơi. Trời ơi, Sáng ơi. Sáng. Gì vậy? Trời ơi, chết thằng rồi. Này nó ác lắm đó tía, thằng này nè. Trời ơi, con ơi tía. Cậu nó nắm trong tay rồi, nó thu hết trơn rồi, má nói rồi con ơi. Làm đi. Go. Mày qua mày xử nó lấy cục băng lại cho tao. Anh em đồng hương đâu? Đó. Yeah. Trời ơi. Lấy con. Tía coi chừng nó quánh tía. Dạm. Ông già. Được cái máy cá xét đây. Nói cho con nghe nghe. Con lùn chứ con đâu có đuôi ha. Sao đâu có cạm. Bên này ghé qua bên này. Muốn lấy ghé qua bên này. Rảnh ghê. Đưa lại mày, đây. Mày rảnh hơn. Nó ghê quá, tao sợ quá. Bây giờ tôi sẽ đưa cái máy này lên phường. Hả? Lên phường tới ông nội mày hả, làm gì? Để tố giác bà đã dụ dỗ biết bao nhiêu là đứa con gái làm ra cái đồng tiền dơ dơ bẩn để cho ba. Bây giờ mày tính làm phản tao phải không? Đừng có sợ. Mày tưởng chỉ có một cuồng băng cassette mà kết tội tụi tao đó mày. Lại. Trời ơi, nó quýnh kìa. Coi chừng cái năm. Tía, coi chừng nó quýnh kìa tía. Con sợ. Vô tía, quýnh nó rồi coi. Bác, ở dưới quê là con nể bác, nhưng bác lên đây là con không nể bác nha. Tao quýnh cho mày loại tối nè. Ôi, bác thiếu nợ tụi con. Mày luôn gạt nó. Bằng cơ đâu? Bằng cơ hả? Có bằng cơ, con băng đi. Có bằng cơ. Lily. Vậy bằng cơ này có đủ tố cáo các người không? Lily. Đây là đơn tố cáo. Đã có chữ ký của các chị em trong quán. Đồng tố cáo các người đã dụ dỗ chị em chúng tôi vào con đường mại dâm. Xin lỗi anh, tôi không thể nào sống với một con người mặc người mà giả thú. Hay quá. Trời ơi. Còng nó lại. Mày đâu? Còng đầu nó lại. Đưa nó lên vườn. Chưa rồi bác.
con còn về gặp bác nữa. Yên tâm đi, chờ mày về là tao đi rồi. Con phải tính tiếp rồi mà nữa. Anh ơi, con về mặt anh tha cho em mà. Em yên tâm, em yên tâm. Dạ. Chỉ có bác nó thôi. Dạ. Tao cấm tụi bay. Dạ. Cấm tụi bay đánh phụ nữ dù là đánh bằng một cành hoa. Dạ. Không được đánh bằng hoa nghe không. Lấy đòn gáy quánh thấy mẹ nó đi. Trời ơi, chết luôn rồi. Trời ơi, trời ơi. Tía, tía ơi, con ngờ tía lên đây tía cứu được con á, tía ơi. Cái thằng này nó dê con rồi tía. Chầu con nó dê con, nó vừa dê dê vợ con. Ờ, giãn tuồng chưa? Tôi không có liên quan gì cái vụ này, tôi đi về nha. Đứng lại. Không có những người như ông á thì sẽ không có những cô gái bị lừa lọc để bán vô chỗ này đâu. Đem nó lên phường. Lên phường. Ê, lên phường cũng được mà. Đừng đừng nói vợ tôi biết nghe không. Không ai nói đâu. Mình là quân tử mà. Không có ai nói đâu. Ngày mai lên báo bà tự đọc. Trời ơi. Trời ơi, quán ơi, tía, tía con giỏi quá, tía con men quá. Cảm ơn tía, cảm ơn chị Xin, cảm ơn anh Năm Rô. Thôi, không có cần cảm ơn tụi tôi đâu. Mà có cảm ơn là cảm ơn chị Lily kìa. Toàn bộ kế hoạch này là của chị Lily đó. Ủa, Lily? Phải, tôi giúp anh chị là muốn giúp cho chị em chúng tôi thoát khỏi hoàn cảnh này. Nhưng mà trong cái vụ này, nếu không có nhờ sự diễn xuất rất là tài tình của chị Đen thì không thể nào mà thoát qua khỏi bọn chúng được. Ủa, Đen, bộ vụ này em cũng biết nữa hả? Sao không biết mày? Hồi giờ mày cứ chê tao không biết gì, bây giờ tao làm cho mày thấy đó. Thôi ơi, mày không được bỏ tao nữa nha. Tía, tía, vợ con dỗ quá vậy tía. Bây giờ mày mới biết hả? Bây giờ là không có kêu nó là tệ hơn vợ thằng Đậu nghe chưa? Phải nói là giỏi như vợ thằng Đậu. Có ai xứ này sao nói danh bằng tôi, khắp trong xóm làng gọi tôi là chồng, rồi đến lo cha, lo cả nhà, cùng thôn xóm. Vậy mà người ta cứ trêu vợ tôi.